đầu từ 7:30. Đối với anh, được đứng trên bục giảng, được truyền thụ kiến thức cho các học trò, những chiến sĩ công an tương lai là một niềm đam mê vô cùng trân quý. Đam mê ấy bắt nguồn từ những ước mơ khi còn ngồi trên giảng đường đại học, khi thấy những người thầy của mình tận tụy với phấn trắng bảng đen. Cho tới khi thực hiện ước mơ của mình, đến bây giờ Cao Ngọc Anh vẫn luôn quan niệm làm người thầy giáo, nhất lại là người thầy giáo trong lực lượng công an. Trách nhiệm của mình không chỉ là người truyền đạt kiến thức, kỹ năng đơn thuần, mà hơn cả phải đặt sự tận tâm, nhiệt huyết của mình vào việc chăm lo, bồi dưỡng, góp phần đào tạo và xây dựng nên đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Không chỉ am tường về pháp luật, kiến thức xã hội, mà còn phải giỏi và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn. Thầy giáo trẻ Cao Ngọc Anh đã và đang hàng ngày hàng giờ phấn đấu không ngừng nghỉ, miệt mài trên bục giảng, bên những trang giáo án tâm huyết, góp phần tiếp lửa và truyền cảm hứng cho các thế hệ học trò. Câu chuyện về những khát vọng tuổi trẻ còn nhắc tên Lê Thị Thùy Linh, cô thiếu úy vừa tốt nghiệp thủ khoa Học viện Cảnh sát Nhân dân. 4 năm trước, Thùy Linh cũng là thủ khoa đầu vào khối A1 của học viện. Với Linh, thành quả của sự phấn đấu không ngừng nghỉ 4 năm học đã được bắt đầu bằng niềm đam mê với màu xanh cảnh phục khi em còn là một cô học sinh trung học phổ thông. Được học tập, rèn luyện tại một ngôi trường có bề dày truyền thống, tích cực tham gia các hoạt động của đoàn đã giúp cho Thùy Linh, cô gái xứ Thanh thêm năng nổ, nhiệt huyết. Bốn năm học với thành tích luôn trong top dẫn đầu khối, điểm tuyệt đối cho khóa luận được bảo vệ bằng tiếng Anh, Lê Thị Thùy Linh trở thành tấm gương sáng về tinh thần tự học, tự rèn luyện, nỗ lực vươn lên trong lập thân, lập nghiệp để các bạn sinh viên học tập noi theo. Em